hy sinh. Lý tưởng thường ai cũng có, hy vọng thường ai cũng nuôi, chương trình thường ai cũng định. Nhưng đã có bao nhiêu người thực hiện được lý tưởng, bao nhiêu phần trăm đạt hy vọng, và bao nhiêu chương trình đã thành tựu? Và như vậy, lý tưởng không thiếu, hy vọng không thiếu, chương trình không thiếu. Nhưng cái thiếu là cái làm cho lý tưởng đừng trở thành ảo tưởng, hy vọng đừng biến thành ảo vọng, và chương trình đừng linh tinh như đóng giấy nhật trình chờ đem đốt. Cái thiếu ấy trở thành cái cần thiết không thể hoán nhượng hay thay thế. Cái thiếu ấy bỗng trở thành điều kiện tiên quyết, đầu tiên và quyết định. Đầu tiên vì nó không chịu đến sau hay đứng cuối. Quyết định vì chính nó trả lời câu hỏi thành công hay thất bại. Tôi gọi cái thiếu không thể thiếu ấy là hy sinh. Quả thực, người ta có thể nằm hàng giờ và mơ hàng triệu thứ lý tưởng khác nhau. Người ta có thể đặt một lúc nhiều chương trình lớn nhỏ và dệt hàng chuỗi hy vọng xa gần. Nhưng mơ chưa là thực, chương trình chưa là thành quả, và hy vọng không thay thế thực tại. Nhiều người đã khổ vì chỉ lý tưởng, chỉ hy vọng, chỉ lên chương trình suông, mà không bao giờ nghĩ phải thực hiện lý tưởng, hy vọng, chương trình ấy. Những người này hiểu lầm cuộc sống họ đang sống. Họ tưởng chỉ cần mơ, chỉ cần lý tưởng đã đủ. Trong khi sống đòi cả mơ, cả thực, cả lý tưởng, cả lý thật, cả hy vọng, cả hy thế. Khi thực tế sống kêu gọi ước mơ, thì ước mơ ấy cưu mang hy vọng. Và khi hy vọng chịu sánh bước với hy sinh, thì hy vọng ấy chắc chắn sẽ thành tựu. Thế nên, thực tế không thể xa ước mơ, và hy vọng không thể vắng bóng hy sinh. Hy sinh cho một lý tưởng, tức là kéo lý tưởng xuống gần đất, để lý tưởng trở thành thực. Hy sinh cho một lý tưởng là hiện thực hóa điều mình ước mơ, chương trình mình thiêu dệt. Thiếu hy sinh, lý tưởng dù lâu năm vẫn ấu trĩ, dù có nền tảng vẫn lơ lửng trên mây, dù tràn đầy hy vọng vẫn không tìm được đất sống. Chính vì thế, hy sinh trở thành điều kiện cho lý tưởng sống và trưởng thành. Thiếu hy sinh, lý tưởng chết khô, chết yểu, nhường chỗ cho ảo tưởng. Thiếu hy sinh, ước mơ sẽ mờ phai và biến thành ảo ảnh, ảo tưởng, giết chết đời người phải sống. Đức Kitô đem đến cho đời một lý tưởng yêu thương. Ngài mơ một giấc mơ lý tưởng, giấc mơ một thế giới yêu thương. Có điều gì Ngài làm, Ngài tìm kiếm, Ngài đợi chờ lại không lý tưởng đâu. Nhưng lý tưởng ấy không dừng ở hội đường nơi Ngài giảng dạy, cũng không lơ lửng trên núi nơi Ngài biến hình, lại càng không ngủ quên trong tiệc cưới Cana nơi Ngài làm phép lạ. Lý tưởng ấy cũng không vội an nghỉ sau những chiến thắng, thảnh thơi sau những thành quả nhất thời. Nhưng ý tưởng ấy xuống núi, ra khỏi phòng tiệc, trốn tránh đám đông đang tìm để phong vương. Khủng khiếp hơn, lý tưởng ấy đã chấp nhận đi Jerusalem để chịu đau khổ và chết ở đó. Nhờ gan lì, chịu đựng, dấn thân đầy hy sinh này mà lý tưởng đi được vào lý thật, đến được vùng đất sống thật và trở thành sự thật. Sở dĩ Đức Kitô là lý tưởng của đời người vì Ngài đã dám biến cái lý tưởng yêu thương của Ngài thành toàn năng. Khi yêu đến cùng, yêu vô điều kiện, yêu đến hy sinh chính mạng sống cho người mình yêu. Sở dĩ niềm hy vọng nơi Đức Kitô trở thành sức sống thực, vì con đường hy vọng của Ngài là chính đường đời ta đang dong ruổi. Hy vọng ấy cho ta niềm tin, vì nó đã cắm liều và sẽ chia phận người của ta. Lạy Đức Kitô, nếu Chúa dạy con say mê lý tưởng, xin cũng dạy con say mê hy sinh. Thiếu men nồng hy sinh, lý tưởng không thể làm dậy đời con.
thiếu muối mặn hy sinh, một đời con sẽ lạc lẽo, vô vị. Con muốn như Chúa yêu lý tưởng và theo Chúa chọn hy sinh. Xin ở lại và đồng hành với con trong ánh mắt ngước cao nhìn lý tưởng và bằng đôi chân gan lì quả cảm với từng bước hy sinh. Anh em sống chung quanh con, nhiều lần làm con đau khổ, nên con dễ bị cám dỗ, tránh xa tìm chốn an thân. Anh em sống chung quanh con, nhiều lần làm con thiệt thòi, nên con dễ thường từ chối khi anh em tìm đến cậy nhờ. Xin cho con nhìn lên thập tự để biết rằng Chúa đã chết vì yêu thương con. Xin giúp con nhìn lên thánh giá để hiểu rằng yêu thương là chấp nhận hy sinh. Con mong đến với anh em để được người ta phục vụ. Con quên Chúa đã xuống thế, hiến dâng và đã cho đi. Con mơ sống trong vinh quang, ngày ngày tìm kiếm bạc tiền. Con quên đến giờ lìa thế, không mang chi theo xuống mộ phần. Xin cho con nhìn lên thập tự để biết rằng Chúa đã chết vì yêu thương con. Xin giúp con nhìn lên thánh giá để hiểu rằng yêu thương là chấp nhận hy sinh. Quanh con tháng năm trôi qua, người người tìm danh chức trọng, lo âu hết đời trần thế vẫn chưa một phút yên tâm. Lòng đong đắp xây tương lai, chẳng mang lời Chúa gọi mời, bao phen bước đường lạc lối trong đêm mù tối cuộc đời. Xin cho con nhìn lên thập tự để biết rằng Chúa đã chết vì yêu thương con. Xin giúp con nhìn lên thánh giá để hiểu rằng yêu thương là chấp nhận hy sinh. Anh sống chung quanh con, từng người kiệt tác Chúa dựng, nhưng con dễ bị cám dỗ, ước mơ đồng hóa với con. Nên khi khác nhau tâm tư, từng người từng ý ngược lại, con không chấp nhận người khác, nên trong tim tìm cách loại trừ. Xin cho con nhìn lên thập tự để biết rằng Chúa đã chết vì yêu thương con. Xin giúp con nhìn lên thánh giá để hiểu rằng yêu thương là chấp nhận hy sinh. Cho con nhìn lên thập tự để biết rằng
Chúa đã chết vì yêu thương con. Xin giúp con nhìn lên thánh giá để hiểu rằng yêu thương là chấp nhận hy sinh.